Xin chào, rất vui được gặp lại quý khán thính giả. Vụ án hôm nay xảy ra tại một mỏ than ở khu tự trị Nội Mông Cổ. Vào chiều ngày 14 tháng 4 năm 2019, một người công nhân bảo trì khi đang tiến hành tu sửa bên trong mỏ than đột nhiên phát hiện một sự việc vô cùng kỳ lạ. Khu vực giếng thải bên dưới có dấu hiệu rò rỉ. Người này nghĩ rằng chắc hẳn đã có thứ gì đó chắn ngang lối thoát nước. Để chứng thực suy đoán của mình, anh ta nhanh chóng xuống dưới để kiểm tra. Bất ngờ, bên giếng xộc lên một mùi hôi nồng nặc khiến người khác phải rùng mình. Đến đây, chắc hẳn các bạn cũng đoán được điều gì sắp diễn ra rồi đúng không? Sau khi xả van rút bớt nước thải ra bên ngoài, người công nhân bỗng nhìn thấy trong đống bùn đen có một chiếc chân trồi ra ngoài. Ban đầu anh ta còn nghĩ đây có lẽ chỉ là một con mannequin bị vứt xuống giếng, khiến lối thoát nước bị kẹt. Nhưng khi tiến lại gần, trước mắt anh là một đôi chân được buộc chặt bằng dây thừng. Xung quanh tỏa ra mùi hôi giống như xác chết động vật đang phân hủy. Cảnh tượng ma mị làm người đối diện nổi hết gai ốc. Linh cảm có chuyện không lành đã xảy ra, người công nhân này nhanh chóng đem sự việc trình báo với cơ quan chức năng. Nhận được thông tin, cảnh sát khu vực Nội Mông nhanh chóng có mặt ở hiện trường để làm rõ sự việc. Khi đến nơi, tổ điều tra ngay lập tức ra lệnh phong tỏa hiện trường. Tiến vào bên trong, cảnh sát phát hiện dưới giếng quả thật có một thi thể đang trong quá trình phân hủy. Tình hình thực tế tại hiện trường tương đối nghiêm trọng, bởi vì xác chết được vứt trực tiếp vào khu vực nước thải, toàn thân đã ngấm sâu vào bùn, rất khó để tiến hành trục vớt. Địa hình bên dưới giếng khá hẹp, hơn nữa lại ngập tràn mùi hôi thối bốc lên từ thi thể. Muốn lôi nạn nhân lên mà không bị ảnh hưởng gì, thật là một bài toán nan giải. Cuối cùng, tổ điều tra quyết định nhờ sự trợ giúp của lực lượng cứu nạn địa phương. Với kinh nghiệm lâu năm và những trang thiết bị chuyên dụng, đội cứu hộ đã có phương án đối phó với tình huống này. Đầu tiên, họ dùng dây thừng buộc chặt thi thể lại, sau đó dùng tay nhẹ nhàng đào lớp bùn chôn vùi xung quanh thi thể. Qua một hồi nỗ lực, xác chết đã được đội cứu hộ cố định vào dây thừng. Cuối cùng, nhờ sự hợp sức của những người bên trên, đã kéo được thi thể lên một cách nguyên vẹn. Bước đầu, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân là phụ nữ, độ tuổi ước chừng 40, trên cổ có dấu hằn do bị xiết mạnh. Ngoại trừ dấu hiệu rõ ràng này, cảnh sát không thể tìm thấy được bất cứ vết thương chí mạng nào khác có thể dẫn tới cái chết. Tuy nhiên, điều khiến phía cảnh sát cảm thấy kỳ quái hơn cả, đó chính là cách ăn mặc của nạn nhân. Phần thân trên, người phụ nữ này mặc một chiếc áo ngủ, còn bên dưới lại mặc một chiếc quần bình thường, đi thêm giày thể thao. Tổng thể trang phục hoàn toàn không có sự ăn nhập với nhau. Hiện tượng kỳ lạ này khiến suy đoán của cảnh sát gặp nhiều khó khăn. Cuối cùng, nạn nhân đã bị sát hại ở đâu, trong hoàn cảnh nào? Tại sao cô ấy lại ăn mặc khó hiểu như vậy? Sau khi kiểm tra toàn bộ khu vực xung quanh hiện trường, điều tra viên phát hiện bên cạnh giếng nước thải có một nhà vệ sinh công cộng. Cảnh sát đặt ra giả thuyết là rất có thể trong khi nạn nhân đang đi vệ sinh, bất chợt hung thủ xuất hiện rồi ra tay sát hại cô ấy. Bởi trên người nạn nhân, quần áo giống như được mặc một cách cầu thả, chỉ để ra ngoài đi vệ sinh hoặc vứt rác. Nhận thấy dấu hiệu khả nghi, cảnh sát cho lục soát khắp khu vực nhà vệ sinh nhưng vẫn không tìm được manh mối nào hữu ích. Vậy hiện trường đầu tiên xảy ra vụ án là ở đâu? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần phải biết danh tính thật sự của nạn nhân mới có thể tiếp tục suy đoán. Quay trở lại nơi phát hiện ra thi thể, xác chết bị giấu ở dưới giếng nước thải, nằm trong khu vực mỏ than. Điều này hướng cảnh sát chú ý đến những công nhân viên đang làm việc ở đây. Rất có thể một trong số họ là hung thủ của vụ án. Nếu kẻ thủ ác là người ở bên ngoài, sau khi gây án, hắn ta chỉ cần phi tang thi thể ở một nơi hoang vu hẻo lánh nào đó. Căn bản không cần phải buộc chặt cơ thể nạn nhân lại rồi giấu xuống giếng sâu làm gì. Hơn nữa, nếu là người xa lạ với địa hình khu mỏ, khả năng tìm thấy được giếng nước này là rất thấp. Có lẽ hung thủ sợ mọi người xung quanh nhận ra danh tính nạn nhân nên mới chọn cách phi tang xuống giếng. Từ đó có thể phán đoán sơ bộ rằng nạn nhân đang sống ở khu vực lân cận nơi này. Ngay sau đó, cảnh sát tiến hành điều tra những người dân sinh sống ở các thôn gần đó để thu thập thông tin. Địa điểm này vốn dĩ nằm giữa Thiểm Tây và Nội Mông nên dân cư tương đối đông đúc. Đã vậy, đại đa số người dân cư trú đều là lao động nhập cư hoặc những người có hoàn cảnh xã hội tương đối phức tạp, nên việc điều tra sơ bộ gặp khá nhiều khó khăn. Nhưng điều đó không thể cản được quyết tâm phá án, bởi nếu phương hướng cảnh sát suy đoán trước đó là chính xác, thì việc tìm ra danh tính nạn nhân chỉ là vấn đề thời gian.
Rất nhanh sau đó, một manh mối mới đã xuất hiện. Sau khi thông cáo tìm kiếm người nhà nạn nhân được phát đi, thông qua trang phục trên thi thể, một người đàn ông tên là Hạ Minh Tông đã nhận ra nạn nhân rất giống vợ mình. Bởi vì, theo Hạ Minh Tông, vợ anh ta cũng sở hữu những kiểu quần áo và giày tương tự. Mặt khác, cô ấy đã rời nhà được hơn 10 ngày rồi mà vẫn chưa có bất kỳ liên lạc nào với anh. Để xác minh thông tin trên, cảnh sát đã đến trực tiếp ngôi nhà của Hạ Minh Tông để tìm hiểu. Các điều tra viên phát hiện bên trong tủ đồ có một chiếc quần ngủ cùng kiểu dáng với chiếc áo nạn nhân mặc, đồng thời còn tìm được cả hộp của đôi giày mà nạn nhân đang đi. Qua đối chiếu, tổ điều tra xác định người chết dưới giếng chính là vợ của Hạ Minh Tông, Tiểu Diễm. Tuy nhiên, một điểm bất thường ở phía người chồng khiến cảnh sát không khỏi băn khoăn. Tại sao vợ của anh ta đã rời khỏi nhà hơn 10 ngày, Hạ Minh Tông vẫn tỏ ra bình tĩnh, thậm chí còn không chủ động liên lạc hoặc tìm kiếm cô ấy? Ngay cả khi nhận được tin báo nạn nhân chính là vợ mình, Hạ Minh Tông cũng chẳng biểu lộ cảm xúc, không kích động, cũng không bất ngờ. Điều này khiến phía cảnh sát cảm thấy Hạ Minh Tông thực chất đã sớm biết vợ mình xảy ra chuyện. Dựa theo lời khai của Hạ Minh Tông, trước khi Tiểu Diễm bị mất liên lạc, vào ngày 3 tháng 4, cô ấy có ra ngoài với lý do tới thăm chị mình ở một thị trấn khác. Trước khi rời nhà, Tiểu Diễm đã làm rất nhiều bánh bao, đủ để chồng mình ăn trong vòng mấy ngày. Đến ngày 5 tháng 4, Hạ Minh Tông bắt đầu bị mất liên lạc với vợ. Hạ Minh Tông vốn dĩ là một công nhân khai thác ở mỏ than. Vào ngày 5, vì phải làm việc liên tục cả đêm, nên tới khi tờ mờ sáng, anh ta mới trở về nhà. Tuy nhiên khi vào đến trong, Hạ Minh Tông hoàn toàn không thấy bóng dáng của vợ, gọi điện cũng không thấy đối phương nghe máy. Cho rằng vợ mình đang ở nhà chị gái nên không để ý tới điện thoại. Hạ Minh Tông cũng không quan tâm đến chuyện này nữa. Không ngờ là kể từ đó, Tiểu Diễm không còn liên lạc về nhà. Đến tận bây giờ, Hạ Minh Tông mới biết vợ mình đã chết. Sau khi nghe hết lời khai của anh ta, cảnh sát vẫn thấy có nhiều điểm nghi vấn. Trong quá trình lục soát nhà của Hạ Minh Tông, điều tra viên lại tìm thấy căn cước công dân cùng ví tiền của Tiểu Diễm đang ở trong phòng ngủ. Khi rời khỏi nhà, nạn nhân cũng không mang theo quần áo gì. Ai sáng suốt cũng có thể nhận ra rằng trường hợp Tiểu Diễm đến thăm người nhà là không thể. Vậy tại sao Hạ Minh Tông lại kiên trì nói dối chuyện vợ mình ra ngoài? Điều quan trọng hơn là, kể từ thời điểm Tiểu Diễm ra khỏi nhà, cô ấy đã mất tích được hơn chục ngày. Vậy mà Hạ Minh Tông lại chẳng đi tìm vợ, cũng chẳng báo cảnh sát. Liệu rằng anh ta thật sự không biết vợ mình đi đâu hay là còn có nguyên nhân khác? Một loạt hành động khác thường của chồng nạn nhân khiến cảnh sát không thể không nghi ngờ. Dựa theo lời khai của Hạ Minh Tông, anh ta cũng từng gọi điện thoại cho chị gái của vợ để hỏi thử, nhưng đối phương lại nói Tiểu Diễm không tới chỗ họ. Hạ Minh Tông tỏ vẻ rằng anh ta thật sự cũng không thể gọi điện thoại được cho vợ mình, cũng không hề biết cô ta đang ở đâu. Đến đây, chắc hẳn các bạn đều thấy kỳ quái đúng không? Nhưng mà điểm dị thường hơn còn nằm ở phía sau. Điều tra viên phát hiện ra, từ sau ngày vợ anh ta ra khỏi nhà, Hạ Minh Tông vẫn đi làm như bình thường. Thậm chí, ngày 10 tháng 4 vừa qua, anh ta còn tới công ty xin nghỉ 3 ngày. Nhưng mục đích không phải là đi tìm vợ, mà suốt 3 hôm ấy, Hạ Minh Tông chỉ tụ tập lại đánh bạc với đám bạn. Khi điều tra các mối quan hệ xã hội của nạn nhân, cảnh sát tìm được một manh mối khác từ một người bạn của nạn nhân. Tên cô ấy là Tiểu Trương, hiện làm công nhân viên chức tại một xưởng quặng gần đó. Bình thường cứ mỗi tối, Tiểu Trương sẽ tới quảng trường để tham gia hoạt động khiêu vũ với nạn nhân. Nhưng gần đây, vì sự mất tích không rõ nguyên nhân của người bạn thân Tiểu Diễm, Tiểu Trương cũng không có tâm trạng nhảy nữa. Tiểu Trương nhiều lần điện thoại để tìm cách liên lạc với Tiểu Mẫn nhưng đều bặt vô âm tín. Cách đây mấy ngày, Tiểu Trương đã từng tới nhà nạn nhân để tìm thử, nhưng gọi cửa mãi cũng không thấy ai trả lời. Cô ta có hỏi Hạ Minh Tông về tung tích của Tiểu Diễm, nhưng không nhận lại được câu trả lời. Mãi sau này, khi biết Hạ Minh Tông cũng không rõ vợ mình đang ở đâu, Tiểu Trương đã đề nghị anh ta phải mau chóng báo cảnh sát, bởi chẳng may Tiểu Diễm đã gặp nguy hiểm thì sao? Tuy vậy, Hạ Minh Tông vẫn rất thờ ơ, phớt lờ ý kiến của Tiểu Trương, chẳng mảy may gì tới vấn đề này. Nói tóm lại, ý của Hạ Minh Tông chính là bản thân anh ta sẽ không đi tìm cũng không báo cảnh sát. Bởi vì trước khi rời đi, Tiểu Diễm còn làm đồ ăn dự trữ cho anh ta. Hơn nữa, quan hệ của hai vợ chồng còn rất tốt, không có lý do gì để cô ấy bỏ nhà đi. Khi mở rộng điều tra, cảnh sát nhận ra mọi lời nói và hành động của Hạ Minh Tông đều trái ngược với nhau. Theo lời Hạ Minh Tông, quan hệ giữa hai vợ chồng bọn họ rất tốt,
nhưng liệu rằng sự thật có phải là như vậy? Đi sâu vào mối quan hệ của vợ chồng Hạ Minh Tông, cả hai người bọn họ đều đã từng trải qua một lần đò. Sau khi cuộc hôn nhân trước đổ vỡ, họ mới bén duyên và kết hôn với nhau. Vài năm trước, Hạ Minh Tông khi làm công nhân ở Thiểm Tây thì bắt đầu mối quan hệ với Tiểu Diễm. Cô ta nhỏ hơn Hạ Minh Tông tận 10 tuổi. Chồng cũ của Tiểu Diễm phạm tội và phải đi tù. Một mình cô ấy gánh vác cả gia đình, nuôi nấng đứa con nhỏ ăn học, nên cuộc sống cũng không dễ dàng gì. Vì thế, sau khi hai người quen biết nhau, Tiểu Diễm liền ly hôn chồng cũ và giao con cho hắn ta nuôi nấng. Sau đó chuyển tới gần khu vực khai thác mỏ than rồi bắt đầu cuộc sống mới với Hạ Minh Tông. Qua quá trình thẩm vấn, cảnh sát được biết thêm, Tiểu Diễm vốn dĩ không biết chữ nên rất khó kiếm được công việc. Cho dù có làm thu ngân hay phục vụ cũng gặp trở ngại. Bản thân Hạ Minh Tông làm công nhân khai thác ở mỏ quặng, mỗi tháng chỉ kiếm được hơn 3.000 tệ tiền lương, cộng thêm Tiểu Diễm không có công việc ổn định, nên tài chính của cả hai khá khó khăn, thiếu trước hụt sau. Đã vậy, người vợ Tiểu Diễm còn có sở thích trang điểm, thường xuyên ăn diện, cũng không biết cách quản lý chi tiêu trong gia đình. Hơn nữa, cô ấy lại còn hay mắc bệnh lặt vặt, mỗi lần đi truyền dịch tìm thuốc cũng phải tốn tới mấy trăm tệ. Điều đó khiến cuộc sống vốn đã chật vật của cả hai ngày càng trở nên khó khăn hơn. Cuộc sống vợ chồng vốn đã thiếu thốn về vật chất, nhưng điều nạn nhân Tiểu Diễm mới làm gần đây sẽ khiến nhiều người phải kinh ngạc. Theo hồ sơ, một tháng trước, khi con gái của cô ấy với chồng cũ lập gia đình, Tiểu Diễm đã cho con mình tận 2 vạn tệ. Đặc biệt là, cô ấy hoàn toàn không xuất hiện ở buổi lễ. Hạ Minh Tông cũng không biết gì về khoản tiền này, vì vốn dĩ Tiểu Diễm không chia sẻ với anh ta. Chính vì vậy, cảnh sát mới suy đoán rằng liệu đây có phải là mấu chốt dẫn tới cái chết của Tiểu Diễm hay không? Vì cô ấy đã âm thầm cho tiền con mà không bàn bạc với chồng mình là Hạ Minh Tông, dẫn tới chuyện hai vợ chồng xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn. Sau đó trong cơn tức giận, Hạ Minh Tông đã ra tay với vợ mình. Tất cả suy luận này chỉ là giả thuyết do cảnh sát đặt ra. Vẫn chưa có bằng chứng cụ thể để khẳng định, mọi chuyện vẫn còn đang là một dấu chấm hỏi rất lớn. Theo dòng suy nghĩ này, liên tưởng tới trang phục nạn nhân mặc khi bị sát hại. Phải chăng đó là vào một buổi sáng, khi Tiểu Diễm đi ra ngoài để vứt rác, hóng mát hoặc đơn giản là muốn đi vệ sinh, thì bất ngờ gặp bất trắc. Bởi vì cách ăn mặc xuề xòa ấy thật sự rất giống bộ dạng mới đi ra ngoài và chuẩn bị về nhà. Liệu rằng nhà của hai vợ chồng có phải hiện trường đầu tiên, nơi xảy ra vụ án hay không? Rất có khả năng rằng, buổi sáng sau khi Hạ Minh Tông đi làm ca đêm về, hai người đã xảy ra tranh chấp với nhau, nên anh ta mới ra tay sát hại nạn nhân. Theo phân tích của pháp y, nạn nhân Tiểu Diễm đã bị sát hại cách đó khoảng 7 ngày. Mặc dù Hạ Minh Tông nói rằng vợ mình đã mất tích vào ngày 5 tháng 4, nhưng suy đoán từ phía pháp y lại chỉ ra rằng thời gian Tiểu Diễm tử vong rơi vào khoảng ngày 10 và 11 tháng 4. Khoảng thời gian này hoàn toàn trùng khớp với thời điểm Hạ Minh Tông xin phép nghỉ 3 ngày. Quả thật quá trùng hợp. Hơn nữa, điều tra viên còn tìm thấy thông tin rằng Hạ Minh Tông đã từng đến kiểm tra giếng nước thải tại mỏ than. Vậy nên, anh ta hiểu khá rõ về đặc điểm và địa hình nơi đây. Chẳng lẽ nào, sau khi giết vợ mình, Hạ Minh Tông đã phi tang xác cô xuống giếng? Bên cạnh đó, nhà của hai người cũng nằm gần khu vực mỏ than. Tất cả các dấu hiệu khả nghi đều đang chỉ hướng về phía người chồng của nạn nhân. Như thể muốn nói, chính Hạ Minh Tông là hung thủ đứng sau mọi chuyện. Nếu là khán giả trung thành của những câu chuyện trinh thám ly kỳ, chắc hẳn các bạn cũng biết là trong những vụ án như thế, người bị tình nghi đầu tiên chính là chồng hoặc vợ của nạn nhân. Huống chi với những manh mối trên thì Hạ Minh Tông chính là đối tượng đáng ngờ nhất trong vụ án lần này. Đứng trước những cáo buộc từ phía cảnh sát, Hạ Minh Tông lại kiên quyết phủ nhận bằng thái độ vô cùng quả quyết và đanh thép. Hơn thế, khi cảnh sát đưa ra những chứng cứ chống lại anh ta, Hạ Minh Tông bất ngờ thừa nhận một sự thật. Vào ngày 6 và 7 tháng 4, Hạ Minh Tông có nhận được tin nhắn thông báo về tình hình của vợ anh. Vậy tại sao đến tận bây giờ anh ta mới khai ra bí mật này? Động cơ phía sau là gì? Để xác minh những gì Hạ Minh Tông nói, cảnh sát tiến hành điều tra lịch sử cuộc trò chuyện của nạn nhân. Cuối cùng, cảnh sát đã tìm kiếm được một sự thật rúng động. Hóa ra, Tiểu Diễm đã phát sinh tình cảm với một người đàn ông khác ở bên ngoài. Hai người vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua Internet, gặp mặt qua lại nhiều lần sau lưng Hạ Minh Tông. Vì quá chán ghét cuộc sống khó khăn với người chồng hiện tại, Tiểu Diễm có chia sẻ với người tình của mình rằng
bản thân muốn rời nhà và bỏ trốn cùng hắn ta. Đặc biệt, trong lịch sử cuộc trò chuyện của nạn nhân còn có một đoạn video ngắn. Nội dung bên trong cho thấy một người đàn ông đang nằm nghiêng trên giường, tay đang sử dụng điện thoại, còn bên cạnh là Tiểu Diễm, miệng đang thủ thỉ rằng cô ấy chỉ yêu mình hắn ta. Hơn nữa, còn nhắc tới chuyện sẽ ly hôn với Hạ Minh Tông. Trong quá trình thẩm vấn, cảnh sát nhận thấy Hạ Minh Tông nhiều khả năng đã xem được video này. Sau đó, anh ta nghĩ rằng vợ mình bỏ trốn với người đàn ông trong video. Vì thế, Hạ Minh Tông cảm thấy chán ghét và uất hận. Dù cô ấy có mất tích, anh ta cũng chẳng buồn quan tâm, thậm chí không báo cảnh sát. Nhưng đột nhiên, đối diện với manh mối mới, phía cảnh sát cũng dấy lên nhiều câu hỏi. Hạ Minh Tông từng khai rằng anh ta có liên lạc với vợ vào hai ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 4, chứng tỏ lúc này nạn nhân vẫn còn sống. Vậy kể từ thời điểm mất tích là ngày mùng 4, đến lúc được dự đoán đã tử vong là ngày mùng 10, nạn nhân đã đi đâu, ở đâu và làm gì? Tại sao cuối cùng cô ấy lại chết thảm dưới giếng nước thải? Người đàn ông trong video kia là ai? Có phải là nhân tình của cô ấy hay không? Hắn ta có liên quan gì đến vụ án lần này? Quá nhiều câu hỏi vẫn chưa có lời giải. Phía cảnh sát ngay lập tức mở rộng điều tra, quyết tâm giải mã sự thật phía sau. Khi tìm hiểu thông tin cá nhân về Tiểu Diễm, cảnh sát phát hiện cô ấy được bố mẹ ruột gửi về nhà ông bà từ khi còn rất nhỏ. Bởi vì cha của Tiểu Diễm có tư tưởng trọng nam khinh nữ, nên cô ấy được ông bà nuôi dạy từ nhỏ. Cả thời niên thiếu rất ít gặp cha mẹ ruột. Mãi cho đến khi em trai của Tiểu Diễm được sinh ra đời, bố mẹ mới đón cô ấy về nhà sống chung. Nhưng ngày vui chẳng kéo dài được bao lâu, em trai Tiểu Diễm gặp tai nạn giao thông, sau đó qua đời một cách vô cùng đau đớn. Cuộc sống gia đình bỗng chốc thay đổi, mẹ của Tiểu Diễm nhận về đả kích quá lớn, còn cha của cô thường xuyên chìm đắm trong rượu chè. Hai người từ đó dần xa cách, dẫn đến quyết định ly hôn. Ít lâu sau, mẹ của Tiểu Diễm có gia đình mới, rồi chuyển đi nơi khác sinh sống, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với cô. Điều này nói lên rằng, trong quá trình trưởng thành, nạn nhân Tiểu Diễm không có một gia đình trọn vẹn, thiếu thốn tình thương từ cha mẹ, càng không có ai ở bên quan tâm, chăm sóc cho cô. Vì thế, khi lớn lên, Tiểu Diễm khao khát có một tình yêu đích thực, có thể cảm nhận được hơi ấm từ người khác. Càng mong muốn có được một tấm chồng nâng niu và chiều chuộng cô. Từ sau khi kết hôn, quả thật Hạ Minh Tông đối xử với Tiểu Diễm rất tốt. Cô đã có một gia đình như trong suy nghĩ. Nhưng bởi vì tuổi tác khá chênh lệch, đã vậy Hạ Minh Tông còn thường xuyên phải trực ca khuya, không có thời gian cạnh cô. Càng ngày cả hai càng ít giao tiếp, tình cảm vợ chồng cũng vì thế mà nhạt dần theo năm tháng. Thêm vào đó, Tiểu Diễm bản thân là một người hướng ngoại, thích kết bạn. Bình thường nếu không bận rộn với công việc, cô ấy sẽ cùng bạn bè đến quảng trường nhảy nhót, tán gẫu, giết thời gian. Nói đơn giản hơn là, Tiểu Diễm cực kỳ yêu thích những hoạt động kết nối bên ngoài xã hội. Ngược lại, Hạ Minh Tông lại có tính tình khá khép kín, ít nói, ít giao thiệp với mọi người. Vì thế giữa hai người từ lâu đã tồn tại một bức tường vô hình ngăn cách. Theo lời Hạ Minh Tông, bình thường anh ta sẽ không quan tâm đến chuyện Tiểu Diễm đi tới quảng trường để tham gia các hoạt động khiêu vũ. Bởi vì đơn giản là Hạ Minh Tông hoàn toàn không cảm thấy hứng thú với điều này. Chỉ cần vợ anh ta thích, cô ấy có thể tự do làm điều mình muốn, anh sẽ không can thiệp. Nhưng Hạ Minh Tông chỉ bao dung cho sở thích cá nhân của Tiểu Diễm, chứ không phải vô tâm trước những hành động của cô. Hạ Minh Tông chia sẻ thêm, từ lúc lấy nhau đến bây giờ, Tiểu Diễm chưa từng nói mật khẩu điện thoại cho anh ta biết. Thậm chí còn không cho anh ta chạm vào điện thoại của cô. Cùng lúc đó, các điều tra viên đã tìm thấy một vài thông tin quan trọng. Quả thật, Tiểu Diễm có mối quan hệ thân mật quá mức bình thường với mấy người bạn nhảy chung ở quảng trường. Liệu vào ngày mùng 5 tháng 4, khi Tiểu Diễm biến mất, cô ấy có đến tìm người đàn ông trong video hay không? Qua những tin nhắn mà Hạ Minh Tông nhận được vào ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 4, cảnh sát cũng không thể xác định được địa điểm và danh tính của gã đàn ông lạ mặt này. Vào thời điểm mấu chốt này, các điều tra viên lại nhớ đến đôi giày mà nạn nhân mang khi tử vong. Đôi giày này ngoài thị trường có mức giá lên đến 500 tệ. Dựa vào tài chính hiện tại của vợ chồng Tiểu Diễm, đôi giày này nằm ngoài khả năng chi tiêu của họ. Rất có thể, đôi giày này là do người đàn ông kia tặng cho Tiểu Diễm. Mang theo nghi vấn, cảnh sát tiến hành điều tra nhà của nạn nhân một lần nữa. Phát hiện hộp giày bên trong phòng ngủ kèm theo tờ hóa đơn mua sắm vào ngày 17 tháng 3. Cảnh sát tiếp tục tìm tới cửa hàng bán giày ấy để điều tra camera giám sát. Họ nhận ra vào ngày được ghi trên hóa đơn, Tiểu Diễm có đi cùng hai người đàn ông lạ mặt đến đây để mua sắm.
Một người trong số đó đã thanh toán đôi giày giúp nạn nhân. Cũng qua đoạn camera giám sát, cảnh sát còn nhận ra Tiểu Diễm có hành động khá thân mật với người mua giày cho mình, cử chỉ giống hệt những cặp đôi đang yêu nhau. Điều này khiến tất cả mọi người không khỏi đặt dấu chấm hỏi cho mối quan hệ của họ. Thông qua quá trình đối chiếu thông tin, cảnh sát biết người đã mua giày cho Tiểu Diễm tên là Chu Vĩnh Thuận. Hắn ta là công nhân tại quặng mỏ, hiện tại vẫn đang còn độc thân. Người còn lại trong video chính là bạn thân của hắn ta. Theo tìm hiểu, Chu Vĩnh Thuận quen biết nạn nhân khi tham gia khiêu vũ cùng nhau ngoài quảng trường. Quan trọng hơn là vào ngày 5 tháng 4, Chu Vĩnh Thuận có xin cơ quan nghỉ phép dài hạn với lý do là muốn về quê ở Sơn Tây để khám bệnh. Cho tới ngày 11 tháng 4, hắn ta quay trở lại mỏ quặng làm việc như bình thường. Ngày 5 tháng 4, trùng hợp cũng chính là ngày nạn nhân đã mất tích. Chẳng lẽ Tiểu Diễm đã rời đi cùng với Chu Vĩnh Thuận? Nếu vậy thì sau khi hắn quay lại làm việc, nạn nhân đã đi đâu? Dựa vào các manh mối đã tổng hợp được, cảnh sát phỏng đoán rằng vào ngày 5, hai người bọn họ đã rời đi cùng nhau. Cho tới ngày 11, khi Chu Vĩnh Thuận trở về, thì nạn nhân cũng trở về cùng hắn ta. Thật ra, nhà của Chu Vĩnh Thuận chỉ cách nhà Hạ Minh Tông khoảng 100 mét. Có lẽ khi trở về vào ngày 11, Tiểu Diễm đã quay về nhà mình để thay đồ, thu dọn hành lý, với dự định tiếp tục rời đi cùng Chu Vĩnh Thuận. Vì thế, khi được phát hiện đã chết dưới giếng, Tiểu Diễm mới có cách ăn mặc kỳ lạ như vậy. Tiểu Diễm biết bình thường Hạ Minh Tông phải trực ca tối nên sẽ không có nhà. Ai ngờ hôm ấy anh ta lại xin nghỉ. Vì thế, nạn nhân mới vô tình đụng trúng Hạ Minh Tông. Sau đó, hai người mới tranh chấp và rồi bi kịch xảy ra. Nếu đúng như suy đoán ở trên, sau khi về nhà để thu dọn đồ đạc, nạn nhân đã bị sát hại và phi tang xác xuống giếng. Nhưng lúc này lại có một vấn đề khác xuất hiện. Chu Vĩnh Thuận và Tiểu Diễm vốn là người tình. Nếu cô ấy đột nhiên mất tích, thì sao hắn ta có thể thờ ơ như vậy? Đối với tâm lý của người bình thường, hắn ta nên cảm thấy sốt ruột, có động thái tìm kiếm người mất tích. Ít nhất cũng phải liên lạc với bạn bè của nạn nhân để tìm hiểu sự tình. Ngược lại, Chu Vĩnh Thuận còn làm một hành động khá khó hiểu. Sáng sớm ngày 12, hắn ta âm thầm một mình rời khỏi địa phương. Xem ra, muốn biết cái chết của Tiểu Diễm có liên quan tới Hạ Minh Tông hay Chu Vĩnh Thuận, cảnh sát phải tìm thêm manh mối mới có thể phán đoán được. Rất nhanh, cảnh sát phát lệnh bắt khẩn cấp Chu Vĩnh Thuận để hỗ trợ điều tra về vụ việc. Lúc này, hắn ta đang lẩn trốn ở một huyện cách đó không xa. Khi bị bắt, Chu Vĩnh Thuận tỏ ra khá bình thản, sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng. Cuộc thẩm vấn bắt đầu, các trinh sát đưa ra hàng loạt câu hỏi, khiến Chu Vĩnh Thuận lộ ra nhiều sơ hở. Lời khai của hắn trước và sau dần không trùng hợp. Cuối cùng, trước áp lực lớn từ cảnh sát, Chu Vĩnh Thuận đã thừa nhận hành vi giết người của mình. Theo lời khai của Chu Vĩnh Thuận, hắn ta và Tiểu Diễm đã qua lại với nhau được hơn 2 năm. Cách đây không lâu, Tiểu Diễm có đề nghị chia tay với hắn, nhưng hắn lại cảm thấy không cam lòng nên đã chủ động hẹn nạn nhân tới nhà gặp mình vào đêm ngày 4 tháng 4. Bởi vì lúc đó là buổi tối, Hạ Minh Tông đang đi trực đêm. Hơn nữa nhà bọn họ cách nhau không xa, nên Tiểu Diễm vẫn mặc áo ngủ, chỉ thay quần và đi giày vào, rồi tới nhà Chu Vĩnh Thuận như đã hẹn. Cô ấy không thể ngờ rằng lần rời đi này sẽ chẳng còn cơ hội để quay trở về được nữa. Trong 2 năm giằng díu với nhau, Chu Vĩnh Thuận tiêu tốn rất nhiều tiền của, công sức, cũng như bỏ ra rất nhiều tâm tư để có được tình cảm của Tiểu Diễm. Tất nhiên, hắn ta không đồng ý với chuyện chấm dứt mối quan hệ ở đây. Cả hai nhanh chóng xảy ra tranh cãi, âm thanh ngày một lớn. Lúc này, Tiểu Diễm và Chu Vĩnh Thuận đều đã mất đi sự bình tĩnh vốn có. Cô ấy một mực khước từ yêu cầu quay lại của hắn ta, đồng thời lớn tiếng bảo hắn từng bao giờ làm phiền cuộc đời của cô nữa. Đáp lại những lời vô tình của Tiểu Diễm là cơn tức giận đang phun trào trong lồng ngực Chu Vĩnh Thuận. Hắn ta nghiến răng, hai tay siết chặt vào nhau rồi lóe lên một suy nghĩ man rợ. Chớp lấy giây phút Tiểu Diễm đang lơ là, Chu Vĩnh Thuận nhào tới bóp cổ rồi vật cô xuống đất. Cú tấn công bất ngờ khiến Tiểu Diễm choáng váng, vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Rất nhanh sau đó, Chu Vĩnh Thuận lấy ra một sợi dây thừng rồi lạnh lùng siết cổ Tiểu Diễm. Trước sức mạnh của một người đàn ông lực lưỡng, Tiểu Diễm không thể chống cự mà từ từ liệm đi. Hơi thở của cô trở nên yếu ớt, hai cánh tay cũng dần buông xuôi. Cuối cùng, Tiểu Diễm chết ngạt trong vòng tay Chu Vĩnh Thuận. Sau khi nhận thấy cô ấy đã tử vong, Chu Vĩnh Thuận tỏ ra hoảng sợ. Không ngờ trong phút nóng giận, hắn ta đã gây ra một tội ác kinh hoàng, không thể quay đầu lại được nữa.
Chu Vĩnh Thuận suy nghĩ cách để phi tang xác chết. Lúc này, giếng nước thải ở khu mỏ quặng trở thành địa điểm lý tưởng trong mắt hắn. Sau khi cẩn thận cột xác Tiểu Diễm lại, nhân lúc trời tối, Chu Vĩnh Thuận lén mang thi thể đến giếng nước và trực tiếp quăng xuống bên dưới. Hắn ta không thể biết rằng, chỉ vài tuần sau, chính tại nơi đây sẽ tố cáo hành vi giết người dã man của hắn ta. Quay về nhà, Chu Vĩnh Thuận dùng điện thoại của Tiểu Diễm để gửi tin nhắn cho Hạ Minh Tông, muốn giả vờ như Tiểu Diễm đã trốn khỏi nhà cùng người tình nhằm đánh lạc hướng người nhà và cảnh sát. Chỉ là giấy không thể nào gói được lửa. Cuối cùng, Chu Vĩnh Thuận đã bị chính sự thông minh của mình đánh bại. Tin nhắn đó trở thành bằng chứng quan trọng giúp cảnh sát có cơ sở để đưa Chu Vĩnh Thuận ra ánh sáng. Tưởng chừng như câu chuyện đã khép lại tại đây, nhưng phía cảnh sát vẫn còn một câu hỏi lớn dành cho Chu Vĩnh Thuận. Tại sao theo lời khai, hắn ta đã thực hiện hành vi giết nạn nhân Tiểu Diễm vào ngày 5 tháng 4, nhưng kết quả kiểm tra pháp y lại cho thấy thời điểm tử vong của nạn nhân là vào ngày 10 hoặc 11 tháng 4. Liệu rằng có sự dối trá nào ở đây hay không? Câu trả lời đến từ chính nơi phát hiện ra thi thể, giếng nước thải. Vì cấu tạo đặc thù của giếng, khi vứt thi thể xuống bên dưới, ban đầu xác chết vẫn chưa bị nhấn chìm trong bùn. Hơn nữa nhiệt độ thấp trong giếng còn có thể làm trì hoãn quá trình phân hủy của thi thể. Do đó, phía pháp y đã chuẩn đoán sai về thời điểm tử vong thật sự của nạn nhân. Thật ra điều này cũng rất dễ hiểu. Trong một vài trường hợp, có những hung thủ đã mở điều hòa trong nhà cho thật lạnh với mục đích bảo quản thi thể nhằm đánh lạc hướng phán đoán của pháp y. Và vụ án này cũng diễn ra tương tự như thế. Nhưng nhờ nỗ lực của cảnh sát, tên hung thủ đã phải trả giá. Sau khi phá giải được vụ án của Tiểu Diễm, có một ông cụ quê ở Sơn Tây, cũng tức là quê nhà của Chu Vĩnh Thuận, đã đến sở cảnh sát để báo án. Ông cụ kể lại rằng con gái mình là Tiểu Mai đã hẹn hò với Chu Vĩnh Thuận vào khoảng năm 2011, nhưng chẳng hiểu vì sao từ đó đến nay đã mất tích mà chẳng thông báo một lời nào, cũng chưa từng liên lạc cho gia đình. Cảnh sát lại tiến hành điều tra những hoạt động của Tiểu Mai trước khi mất tích, kết hợp điều tra sâu hơn về các mối quan hệ xã hội của nạn nhân. Các điều tra viên phát hiện ra rằng quả thật Tiểu Mai đã chết trong tay Chu Vĩnh Thuận. Năm đó, Chu Vĩnh Thuận hẹn hò với nạn nhân Tiểu Mai, một người đã có gia đình. Chẳng bao lâu sau, cô ấy cũng nói lời chia tay với hắn ta. Trong cơn điên máu, Chu Vĩnh Thuận đã ra tay sát hại tình nhân của mình. Dựa theo lời khai của hung thủ, ý nghĩ của hắn ta rất đơn giản. Những thứ Chu Vĩnh Thuận không có được thì người khác đừng hòng có. Nếu không chiếm được thì hắn sẽ hủy hoại thứ ấy để không một ai có được hạnh phúc giống hắn ta. Vậy nên sau này, Chu Vĩnh Thuận cũng đã ra tay giết hại Tiểu Diễm, giống như cách hắn hãm hại Tiểu Mai. Sát hại nạn nhân xong, Chu Vĩnh Thuận lại cầm điện thoại Tiểu Mai để gửi tin nhắn về cho người nhà, ngụy tạo chứng cứ, như thể cô ấy muốn trốn nhà, bỏ đi thật, nhằm mục đích không cho người nhà nạn nhân báo cảnh sát. Nhưng có tài tình tới cỡ nào, cuối cùng chân tướng cũng vẫn sẽ được tìm ra. Không ngờ từ việc phát hiện cái chết thương tâm của Tiểu Diễm đã mở ra những bí ẩn được chôn giấu bấy lâu. Chu Vĩnh Thuận không chỉ là hung thủ trong vụ án xác chết dưới giếng, mà còn là kẻ sát nhân đã cướp đi mạng sống của Tiểu Mai. Trong án có án, thật quá xót xa và đau lòng. Với tội ác của mình gây ra, Chu Vĩnh Thuận đã phải nhận bản án cao nhất, thi hành án ngay lập tức. Bản thân mình cảm thấy vô cùng tiếc thương cho hai nạn nhân là Tiểu Diễm và Tiểu Mai, chỉ vì những mối quan hệ ngoài luồng mà đánh mất mạng sống của chính mình. Đồng thời đây cũng là lời nhắc nhở đến những ai đang có gia đình, hãy học cách sống chung thủy với nửa kia của mình. Video này hoàn toàn không có ý đổ lỗi cho nạn nhân, bởi cho dù đạo đức của họ có như thế nào đi chăng nữa, thì cũng không có ai được quyền tước đi sinh mệnh của họ. Chẳng qua, đa số các vụ án đều cho thấy những mối quan hệ tình cảm ngoài luồng thường dẫn đến hành vi bạo lực, thậm chí là phạm tội, khiến những người trong cuộc nhận về cái kết không thể đắng cay hơn. Theo quan điểm cá nhân, mình cảm thấy những đứa trẻ lớn lên trong gia đình đổ vỡ hoặc thiếu thốn tình thương thường rất trân trọng thứ được gọi là gia đình. Chính vì quá khứ như vậy, họ càng mong muốn gia đình của mình hạnh phúc, trọn vẹn, để con cái lớn lên không đi vào vết xe đổ của chính họ ngày trước. Trường hợp xảy ra như trong vụ án hôm nay chỉ là số ít. Có lẽ sau khi kết hôn, Tiểu Diễm và Hạ Minh Tông đã không thể có tiếng nói chung, hoặc chuyện kinh tế khó khăn đã khiến Tiểu Diễm thay đổi suy nghĩ. Nhưng nói tóm lại, mình hoàn toàn không ủng hộ hành động phản bội gia đình của Tiểu Diễm, bởi vì chồng cô Hạ Minh Tông cũng đã bao dung Tiểu Diễm hết mực. Ví dụ như anh ta không thích nhảy nhót
nhưng cũng không phản đối sở thích của vợ. Hạ Minh Tông cũng đã cố gắng kiếm tiền để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Thậm chí cho tới lúc Tiểu Diễm mất tích, Hạ Minh Tông vẫn tin rằng nạn nhân chỉ ra khỏi nhà để đi chơi. Mãi cho tới lúc nhận được tin nhắn, Hạ Minh Tông mới biết bản thân mình đã bị phản bội. Chính Hạ Minh Tông cũng không ngờ rằng đó chỉ là cách che mắt của chú Vĩnh Thuận. Vậy nên anh ta mới xin phép nghỉ 3 ngày để vùi đầu vào cờ bạc và rượu chè để quên đi nỗi đau bị ruồng bỏ. Vậy nên cho dù là Tiểu Diễm hay là Tiểu Mai, nếu muốn theo đuổi hạnh phúc của mình, xin mọi người hãy giải quyết chuyện cá nhân, chuyện gia đình trước khi bắt đầu một mối quan hệ khác. Đừng chọn cách lừa dối bạn đời của mình để làm chuyện bậy bạ ở ngoài, để rồi phải nhận về cái kết không mong muốn. Rồi mọi lòng tham đều sẽ phải trả giá thôi. Nhưng ý của mình không phải là cách làm như của hung thủ. Hắn ta không nên tước đoạt mạng sống quý giá của người khác như vậy. Hơn nữa, dù biết rõ đối phương đã có gia đình, hắn ta vẫn còn động tâm sa vào lưới tình. Sau đó, vì sự ích kỷ của bản thân mà gây ra tới hai vụ án mạng kinh hoàng, cuối cùng thì hành vi thất đức của hắn đã bị pháp luật trừng trị một cách thích đáng. Bản án tử hình dành cho tội ác của chú Vĩnh Thuận. Hãy coi đây như là một hồi chuông cảnh tỉnh. Khi chọn chồng, hy vọng mọi người hãy tìm một người nào đó có nhân phẩm tốt, có thể là chỗ dựa, đáng để bản thân gửi gắm cả đời nhé. Vâng, vụ án này đã kết lại câu chuyện của chúng mình ngày hôm nay. Các bạn nghĩ sao về vụ án này? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận để chúng mình cùng trao đổi nhé. Và đừng tiếc một lượt like, một đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn biết tới kênh của mình nhé. Cảm ơn bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.